VCS luôn nằm trong top những khu vực được đánh giá cao bởi chính Riot sau chiến tích của GAM năm nào tại đấu trường chung kết thế giới. Thế nhưng sau ngần ấy năm, VCS vẫn chưa thể thoát khỏi chính cái bóng của mình trong quá khứ khi các đội tuyển vẫn chưa cho thấy được sự chuyên nghiệp trong giải đấu. Cứ mỗi năm vài lần, hàng loạt phốt to nhỏ được phanh phui khiến fan chân chính của Liên minh Việt lại được một phen thất vọng. Hôm nay hãy cùng xemgame.com tìm hiểu top 8 phốt to nhất khiến Liên minh Việt Nam trở thành liên minh thị phi nhé! Drama giữa Zeros và Optimus. Mở đầu video chính là lùm xùm có phần bi hài của Optimus và cặp anh em Zeros, Minas. Mặc dù không quá nghiêm trọng, thế nhưng đây được coi là drama nổi nhất khi Zeros tại thời điểm đấy đang là ngôi sao sáng của Phong Vũ Buffalo và cũng là đối thủ chính cần cạnh tranh của đoàn quân Sky Gaming Đắk Lắk Optimus. Sự việc bắt nguồn khi Zeros thực hiện một thử thách trong giờ stream của người anh trai Minas, đồng thời cũng là người bạn rất thân thiết với Optimus. Mặc dù không có quá nhiều hành động được gọi là cầy thuê, vì Minas hầu như đã giải nghệ và không thực sự mặn mà đến thứ hạng trong xếp hạng. Thế nhưng ngay lập tức, Zeros lại gặp vạ lây. Khiếu nại của Optimus sau đấy được chấp thuận và án phạt được ban tổ chức VCS quyết định. Zeros, trong trận đấu bước ngoặt giữa Sky Gaming Đắk Lắk với Phong Vũ Buffalo, bị cảnh cáo mất một lượt cấm trong tất cả các ván đấu. Điều này mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến kết quả khi bầy trâu thời điểm đấy chỉ đơn giản là không thể ngăn cản, nhưng cũng là một trong những tiếng xấu mà người ta luôn nhắc đến khi nói về Optimus. Nợ lương các tuyển thủ. Một trong những drama dài hơi nhất khiến giải đấu VCS mãi không thể trở thành một giải đấu chuyên nghiệp như tính chất vốn có của nó chính là câu chuyện lương bổng. Vấn đề nợ lương, thưởng của VCS vẫn luôn là câu chuyện gây nhức nhối trong mùa giải 2020. Khi mà chỉ cần một người lên tiếng, hàng loạt người trong cuộc khác sẽ đồng loạt chia sẻ về câu chuyện của mình. Nghiêm trọng nhất trong số đấy vẫn là drama nợ lương giữa những người cũ của GAM và chính đội tuyển này. Đơn cử là trong tháng 5 vừa qua, Tinicool chính thức phanh phui sự việc Zeros vẫn bị nợ lương dù đã chuyển qua bến đỗ mới là Evos. Vị cựu huấn luyện viên này còn cho biết, vấn đề nợ lương không chỉ với riêng mình Zeros mà cả những cái tên khác như Levi, Kiaya, Slay cũng là những tuyển thủ liên quan. Không những thế, trong khoảng thời gian gần đây, khi mà SPTC Esports được thành lập, quản lý của team là anh Tú Cao cũng ngầm ám chỉ, đội chủ quản cũ vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lương tháng 9 cộng thưởng VCS mùa xuân cho tuyển thủ của mình. Có lẽ trong thời gian tới, ban tổ chức VCS nên có những động thái theo dõi sát sao hơn về vấn đề tài chính của các đội tuyển để tránh tình trạng không thể chi trả lương thưởng cho tuyển thủ kéo dài như vậy. Phi vụ đi đêm giữa Slayer và Optimus qua mặt Huỳnh Phương. Tiếp tục là một drama liên quan đến Optimus và lần này có liên quan đến cả một diễn viên trong showbiz là Huỳnh Phương. Trong điều luật của VCS, việc đi đêm hay còn gọi là trèo kéo tuyển thủ trước thời hạn hợp đồng kết thúc chính là một trong những điều cấm kỵ có thể khiến tuyển thủ nhận án phạt rất nặng. Mặc dù đã mắc sai lầm khiến người bạn thân của mình phải nghỉ thi đấu suốt một năm, thì vào thời điểm đầu mùa giải 2018, Optimus lại tiếp tục mắc sai lầm khi lôi kéo Slayer, tài năng mới nổi khi đấy thi đấu cho FTV Esports. Vụ việc sau đấy đã bị chính ông chủ của FTV, diễn viên Huỳnh Phương bóc mẽ trên Facebook cá nhân. Tuy nhiên rất may mắn cho cả Slayer và Optimus khi cũng chính Huỳnh Phương là người quyết định giải quyết sự việc một cách ổn thỏa trong im lặng thay vì tố cáo lên Riot Games. Nhờ vậy mà cuối cùng Slayer đã không nhận bất kỳ án phạt nào và vẫn tiếp tục được sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình. Drama Cậu Vàng nhờ người đánh hộ. Là một cái tên khá nổi trong giới Boancham, Cậu Vàng là một streamer nổi tiếng với những pha xử lý Yasuo đẹp mắt và ấn tượng. Câu chuyện bắt đầu khi một nhân vật cũng khá quen thuộc với khán giả của bí kíp Chôn Tim là Yasuo Bronzefire bất ngờ bóc phốt Cậu Vàng trên sóng livestream. Anh cho biết bản thân vừa chấm dứt hợp tác với một đối tác thân thuộc khi anh vừa cầy cuốc đưa tài khoản của người này lên thách đấu. Yasuo Bronzefire cho rằng so với những gì anh đã cố công bỏ ra, những gì mà anh nhận được là không thỏa đáng. Anh cùng Cậu Vàng chính là những người cùng nhau xây dựng bí kíp Chôn Tim đi lên từ con số 0.
Một chi tiết bất ngờ với người hâm mộ đó là khi Yasuo Bronzefire tâm sự, chính anh mới là người cày rank và nhận những kèo solo căng cực với thầy giáo ba hay Yasuo tốc hành thay mặt cậu vàng. Ngay lập tức, cậu vàng cũng đã đăng bài phản pháo trên Facebook cá nhân. Streamer này cho rằng mình đã làm đủ nghĩa vụ khi trả lương hàng tháng, giúp đỡ Đạt nhiều thứ, thậm chí chi 3 tháng lương để cho người em của mình có được dàn PC 100 củ. Vàng cũng cho biết chính Đạt là người đòi ra riêng chứ không phải mình. Tuy nhiên, sau vụ việc lần này, bản thân người đứng sau cậu vàng cũng thừa nhận đã mua hoặc bỏ tiền thuê để tạo content cho kênh stream và YouTube Bí Kíp Chôn Tim, nên đã dẫn đến việc rất nhiều game thủ bày tỏ sự phản ứng dữ dội. Nên dù ai đúng ai sai, các game thủ đều cho rằng niềm tin của họ đã bị lợi dụng và lừa dối bấy lâu nay. Drama cắm sừng giữa Hà Tiểu Phu và Venus. Bên cạnh những drama về nợ lương hay nghi án cày thuê, tình ái cũng luôn là đề tài nóng hổi mỗi khi có bất cứ drama nào nổ ra. Và mới đây nhất chính là lùm xùm tình ái giữa Hà Tiểu Phu và bạn gái cùng Venus. Cả hai đã rất hạnh phúc khi Hà Tiểu Phu luôn luôn tương tác qua lại với bạn gái trên sóng và chẳng ngần ngại đăng hình bạn gái trên mạng với những caption như cưới không. Những tưởng cả hai sẽ có một kết thúc viên mãn. Thế nhưng mới đây, chuyện bạn gái Hà Tiểu Phu và Venus, người yêu cũ của cô, có qua lại đã trở thành đề tài nóng trên tất cả các phương tiện truyền thông. Câu chuyện Tuesday này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến không chỉ mối quan hệ tốt đẹp của Hà Tiểu Phu và bạn gái bị tan vỡ, mà ngay cả Venus cũng gặp phải làn sóng tẩy chay dữ dội. Anh không những bị bạn gái hiện tại chia tay, mà còn bị các team của VCS quay lưng và chưa có dấu hiệu sẽ được quay trở lại trong VCS mùa xuân sắp tới. Tuyển thủ VCS xúc phạm Faker. Ngoài những lùm xùm về các bên liên quan, những tuyển thủ VCS với tuổi đời còn khá trẻ cũng là những người thường xuyên phạm phải những sai lầm không đáng có, cụ thể là về vấn đề chat trong game. Trong quá khứ, Zeros cũng từng bị coi là một chú ngựa trứng khi liên tục nhận án phạt vì hành vi toxic của mình tại rank Hàn. Thế nhưng hầu hết đều chưa quá nghiêm trọng và hiện tại anh chàng đã bớt toxic hơn trong game khá nhiều. Tuy nhiên, hậu bối của Zeros tại Sài Gòn Buffalo lại không được như thế. Anh chàng xạ thủ Style lại toxic một cách quá đáng với chính huyền thoại sống của làng Liên Minh, Faker, ngay trên sóng stream. Khỏi phải bàn thì cả cộng đồng Việt và Hàn đã vô cùng phẫn nộ về hành vi của anh chàng này. Anh ta cũng đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đấy. Thế nhưng ngay cả đến thời điểm hiện tại, khi gia nhập GAM, anh cũng không ngừng nhận phải những chỉ trích nhắm đến mình và cả đội tuyển chủ quản. Vì vậy, đối với những cái đầu nóng của game thủ VCS, học cách kiềm chế là điều mà mọi tuyển thủ cần phải làm nếu muốn bản thân tiến xa. Dẫu biết là ức chế trong mỗi trận vẫn là điều không thể tránh khỏi. Tuyển thủ VCS tổ chức cá độ. Nếu như tính về án phạt, đây chính là drama của án phạt nặng nhất từ trước đến nay của VCS dành cho một tuyển thủ. Cái tên được nhắc đến ở đây chính là cựu đường giữa của đội tuyển Overpower Esports, Phạm Hoàng Thành, PHT. Theo thông tin từ ban tổ chức, phía Overpower Esports đã cung cấp bằng chứng và thông tin tố cáo PHT có hành vi tham gia cá cược trong thời gian thi đấu cho đội tuyển này. Ngoài ra còn có những nghi vấn về việc dàn xếp tỷ số trong trận playoff khi mà kết quả thua 1-3 trước Sài Gòn Buffalo dường như đã được thông báo từ trước. Nhìn vào quá khứ, chúng ta có thể thấy được sự xuống phong độ trầm trọng của Minas chỉ sau một năm thi hành án phạt, dù trước đấy anh chính là xạ thủ số 1 VCS. Nhiều ý kiến cho rằng, với lệnh cấm này thì sự nghiệp tuyển thủ của PHT xem như đã đi đến hồi kết, bởi việc không tham gia bất kỳ một giải đấu nào trong tận 2 năm sẽ khiến khả năng thi đấu bị mai một đi rất nhiều. Không những vậy, với vết đen trong quá khứ cũng như việc phá hoại khiến Overpower Esports giải thể, đây sẽ là rào cản lớn khiến bất kỳ đội tuyển nào cũng trở nên quan ngại nếu có ý định chiêu mộ anh trong tương lai. Senna cá độ dẫn đến vỡ nợ. Cuối cùng và cũng chính là drama lớn nhất của team SPTC, khép lại một năm 2020 đáng quên với cả thế giới cũng như nền liên minh nước nhà với quá nhiều drama đổ dồn vào. Không chỉ được đưa tin trên các bản tin về game, vụ việc lần này còn nghiêm trọng hơn khi được đưa lên hẳn các bản tin chính thống. Như người hâm mộ đã biết, đây không phải lần đầu tiên Senna lâm vào hoàn cảnh này. Khi vào cuối năm 2019,
anh cũng đã khiến thầy giáo Ba phải lên tiếng khi vỡ nợ với số tiền lên đến 300 triệu vì cá độ. Mặc dù đã được tha thứ và được thầy giáo Ba dang rộng vòng tay để có thể thay đổi, tu chí làm ăn trả nợ. Tuy nhiên, cờ bạc vẫn là một thứ gì đấy quá gây nghiện và đã khiến Sena mở mắt. Anh tiếp tục dính vào để rồi khiến cho các fan cứng của mình, người đã donate hàng trăm triệu, mất lòng tin và phải chính thức tố cáo anh trên các phương tiện truyền thông. Có lẽ với món nợ quá lớn cùng bản tính không hề thay đổi, Sena sẽ đánh mất tất cả trong ván bạc lần này và anh chỉ còn có thể làm một công việc khác để cả đời trả nợ mà thôi. Vậy theo bạn, ngoài những drama kể trên, thì làng Liên Minh Việt Nam còn dính thị phi nào nữa không? Hãy bổ sung thêm một phần bình luận bên dưới nhé!